À, trước khi vào học bài mới thì cũng có nhắc lại một số cái kiến thức cũ. Chúng ta sẽ vào học bài mới, đó là cái bài 7 định lý nha. Như vậy thì nói đến định lý là một khẳng định suy ra từ những cái khẳng định được coi là đúng. Bây giờ ba cái tính chất ở bài 6 là ba cái định lý. Em nhớ ba tính chất ở bài 6 không? Ba tính chất ở bài 6 là ba cái định lý, em hãy phát biểu lại ba cái định lý đó. Vậy ở bài 6 thì chúng ta học ba định lý một á thì nó có hai. À, tính tính chất một còn tính chất hai thì có một cái định lý. Đưa đưa giùm sắp. Thầy ơi, trang máy thầy, chỉnh lý thầy. Cái bài số 6, bài học số 6 thì mở lại phía sau bài học này ở phía trước chứ. Đấy, bài số 6 là trang 96 nè, thấy ba định lý chưa? Dạ rồi, cảm ơn. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song, ba đường thẳng song song đó, trong cái khung mỗi cái khung là một định lý, ba cái khung là ba định lý. Bây giờ kêu nhắc lại, bây giờ các em mở sách các em coi đi ha, mình không nhớ giờ mình mở sách mình coi đi. Rồi bây giờ thầy nhờ bọn em đọc cái ba định lý, thì đọc cái định lý thứ nhất, tức là khung thứ nhất đó, mời một em Trương Gia Bảo đọc lý một thôi, mở Dạ lý thưa thầy, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. rồi. Cảm ơn Trương Báo, Trương Báo Khang đọc định lý hai coi. Dạ thưa thầy, định lý số 2 là một đường thẳng vuông góc với một đường thẳng trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. Đâu em đọc lại coi, đọc lại định lý hai coi. Chưa có khoan. Dạ thưa thầy, định lý 2 là một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. Rồi, cảm ơn. Giờ tiếp tục thầy sẽ mời em Quách Tấn Duy ở lớp 7A3 đọc lý thứ ba coi. Quách Tấn Duy đâu? Dạ thưa thầy, hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. À, cảm ơn. Như gì các em nắm chưa nè, là ba cái tính chất ở bài 6 là ba cái định lý, là các bạn vừa phát biểu lại ba định lý đó nha. Đây thầy nhắc lại, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau đó. Rồi chúng ta xem ba cái định lý thầy nhắc lại cho các em trên màn hình. Như vậy chúng ta cần phải xem và chú ý trong cái định lý 1, 2, 3 này, các em xem có một cái từ. Cái từ đó là cái từ thì. Em thấy trên định lý 1 này có một từ thì, thấy chưa? Đó, các định lý này nó giống nhau điểm nào? Rồi các em tìm cho thầy cái định lý thứ hai có một từ thì nữa coi. Thấy không? Thấy không? Đây cũng có một từ thì, thấy chưa? Rồi định lý thứ ba đây cũng có một cái từ thì. Ba cái định lý này đó, nó có cái điểm giống nhau là cái chỗ là có từ thì. Khi từ thì này nó phân biệt thế nào, đứng trước từ thì như thế nào, mà hãy đứng sau từ thì như thế nào. Nếu mà những cái từ mà đứng trước cái từ thì đó, người ta cho đó là giả thiết, mà đứng sau từ thì người ta cho đó là kết luận. Như vậy các em thấy cái từ thì nó phân ra chưa, nó phân ra đứng ở phía trước từ thì là giả thiết, đứng sau từ thì là kết luận. Các em thấy không? Thấy không? Thầy nói mà thầy chỉ mũi tên trên màn hình là các em thấy chưa?
Được chưa? Đó, chữ thị nè, đấy, cái chữ tô lên màu đỏ đó, thấy chưa? Như vậy, tóm lại định lý á, gồm có hai phần, giả thuyết và kết luận. Nha. Giả thuyết thì ta nói rằng đó là cái điều đã cho, thường ở trước cái từ thì. Thường ở trước từ thì. Còn kết luận là cái điều cần phải suy ra ở sau từ thì. Đấy. Vì ta sẽ ghi nhận. Các em có ghi bài chưa nè? Có ghi từ bài là bài 7 định lý chưa? Rồi ghi số 1 định lý chưa nè? Rồi các em ghi mấy cái dòng này ghi chưa? Nhớ ghi nha. Có ghi bài không? Các em có ghi bài không? Alo thầy Có. Ơi. à, thầy cho bạn Mỹ vô, thầy bạn Mỹ vô không được. Rồi. Rồi. Mỹ vô được chưa? Thầy chấp nhận rồi đó. Rồi, các em ghi nhận bài nhá. Giả thiết ghi gọn là nè, cái chữ in hoa giờ tờ này là điều đã cho, thường ở trước từ thì. Còn kết luận anh ta ghi nè, gọn lại nè, chữ in hoa can là nè, là điều phải suy ra thường ở sau từ thì. Rồi, nhớ ghi bài nha các em. Như vậy thì chúng ta học cái bài này ở sách giáo khoa đó, trang 99, bài định lý đó, các em thấy chưa? Trang 99. Đấy. 100, 101. Này. Bây giờ chúng ta vừa qua đã nắm được cái giả thiết và kết luận. Giả thiết thì lặp lại nha, là điều đã cho biết thường ở trước từ thì. Kết luận là điều phải suy ra thường ở sau từ thì. Như vậy ghi giả thiết và kết luận bằng ký hiệu trong khung. Thường thường á, sau khi cái định lý thì người ta dùng cái khung ha, gạch cái này, cái vạch nè, dọc nè, vạch ngang nè, để phân ra cái phía trên cái vạch là giả thiết, phía dưới vạch là kết luận. Còn ở bên phải của cái vạch này thì chúng ta ghi, ta ghi tóm tắt là giả thiết và ghi tóm tắt là kết luận. Rồi. Xong chưa? Giờ tiếp tục. Sau khi chúng ta hiểu thế nào là giả thiết, thế nào là kết luận. Bây giờ để nhắc lại, cái định lý ha, một lần nữa để các em làm quen chỉ ra đâu là giả thiết, đâu là kết luận. Đây, chúng ta vào làm cái dấu chấm hỏi hai, hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lý. Các em đọc thầm nhé. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Đấy, ta yêu cầu mình hãy chỉ ra nha. Rồi, câu B, vẽ hình minh họa định lý trên và viết giả thiết kết luận bằng ký hiệu. Đó, bằng ký hiệu là bằng cái khung nãy đó các em. Đó, bây giờ câu A, giờ chúng ta chỉ ra cái giả thiết, đâu là giả thiết, đâu là kết luận. Như vậy thì chúng ta cần phải phải có điểm nhấn là ở đâu là giả thiết, ở đâu là kết luận, so với cái từ, với cái thì nào chúng ta vừa học đó, với cái từ nào mà chúng ta vừa học đó. Rồi, thầy mời một em Nguyễn Lâm Phương Thanh. Câu A, đối định lý này em chỉ ra đâu là giả thiết, đâu là kết luận nữa nè. Phương Thanh mới biết trả lời đi. Phương Thanh. Vậy là Tô Ngọc Nhi. Tô Ngọc Nhi 7A3. Mở mic trả lời. Câu A. Tô Ngọc Nhi đâu? Dạ em. Sao
Em có ngồi học nghiêm túc không? Em có đi đâu không mà sao mà lâu quá vậy? Dạ có, tại vì em đang suy nghĩ nó hơi khó hiểu. Khó hiểu mình đã học rồi, nếu đứng trước từ thì gọi là gì, đứng sau từ thì gọi là gì vậy Nhi? Mình vừa học xong bây giờ ta hỏi câu A đó. Gì là dễ hiểu chưa? Rồi em trả lời coi. Chỉ ra đâu là giả thiết, đâu là kết luận, em chỉ ra coi. Nói được chưa? Dạ thưa thầy là cái phần đầu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba là giả thuyết, còn chúng song song với nhau là kết luận. Vậy là em phân biệt được chưa? Phân biệt ở đâu là giả thuyết, đâu là kết luận được chưa? Dạ được Phân rồi. biệt thì vậy là hiểu chưa em? Hiểu chưa? Nè, Dạ em nói hiểu. vậy này. Rồi, như vậy là em đã hiểu rồi. Cuối cùng em đã hiểu được cái vấn đề ha, đề nghị quan nghênh ha. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ chúng ta đến vẽ hình minh họa định lý trên và viết giả thiết kết luận bằng ký hiệu. Như vậy, khi cái bài học á, thường dạy á, là người ta có cái hình vẽ để minh họa cái lý đó. Thì hôm nay chúng ta chỉ vẽ lại cái hình thôi. Nha, các em dùng với nhá. Nháp với em vẽ nè, vẽ này thầy nghĩ cái hình này thì có vẽ rồi, cái em gửi cho em nhớ lại nè, khi học cái phần 2 của cái bài này nè thì vẽ hình và thầy có ghi tóm tắt lại, có ghi tóm tắt lại cái tính chất này rồi, và sau đó nó có giải bài tập rồi, hiểu không? Hôm nay người ta chỉ nhắc lại để chỉ ra cho các em hiểu đâu là giả thuyết, đâu là kết luận. Về cái hình vẽ nha, ba cái đường thẳng A, B, C đấy, hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Như vậy ở đây chúng ta có thể chúng ta nghĩ thế này: A, đường thẳng A là song song đường thẳng C, đường thẳng B song song với đường thẳng C. Như vậy thì ta suy ra được đường thẳng A song song với đường thẳng B, do đó cái giả thiết là đâu? Giả thiết là đường thẳng A song song đường thẳng C, đường thẳng B song song đường thẳng C, đó là giả thiết. Còn kết luận là gì? Là đường thẳng A song song với đường thẳng B. Đấy. Rồi. Thầy đã kẻ khung thế này. Giờ thầy mời một em nói lại giả thiết và kết luận trên cái khung này cho thầy coi nè. Đây. Nguyễn Thái Ngọc Thiên Phú. Dạ thưa thầy, là giả thiết là hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba, còn kết luận là chúng song song với nhau. Em phải nói cụ thể bằng dấu hiệu luôn, dấu hiệu trên hình nè. Là trình bày sao thầy? Thầy nói rồi. Bởi các em học phải chú ý ngang. A nè, song song với C nè, B song song với C nè, kết luận là A song song với B. Đó mình nói bằng cái dấu hiệu, tức là bằng cái hình vẽ nè. Thấy chưa? A song song với C, B song song với C thì đường thẳng A song song đường thẳng B. Đó. Còn cái này là nói bằng lời, còn cái này ta gọi là nói bằng dấu hiệu. Chơi dựa trên cơ sở hình vẽ gì nắm chưa? Khi ta kêu mình nói bằng Vâng, lời thì hiểu mình rồi. đây mình nói bằng lời, còn khi nói bằng dấu hiệu dựa trên cơ sở hình vẽ thì mình nói thế này. Rồi, cảm ơn em. Thì cái này các em nói chung mới mà. Các em tiếp cận mà nó được chưa được mà nó nhanh thì chuyện bình thường thôi các em, hiểu không? Không có gì để mà mình suy nghĩ cả nha, định nghĩ gì trên á, mình nghĩ là nó mới mà mình cố gắng mình nắm được thì càng tốt ha, không có gì đâu, chứ không phải kêu mới mà cái nào nó đúng đúng hết, nó không phải đâu nha. Bởi cứ mạnh dạn nói, mình nói chưa đúng thì mình cố gắng mình suy nghĩ và mình học mình nói lại cho đúng chứ có gì đâu. Rồi, cảm ơn. Như vậy chúng ta vừa qua ở phần 1 chúng ta nắm thế nào là định lý, đâu là cái giả thuyết, đâu là kết luận. Còn bây giờ đi vào chứng minh định lý thì ta làm như thế nào để gọi nó là chứng minh định lý đây? Chúng ta sang phần 2 tìm hiểu về chứng minh định lý. Các em ghi nhận nha. Ghi phần 2, chứng minh định lý. Bây giờ người ta yêu cầu mình chứng minh định lý mà mình hiểu sao gọi là chứng minh đây ta? Chứng minh định lý là dùng cái lập luận để
Từ giả thuyết suy ra kết luận. Như vậy thì khi các em học á, cái bài hai góc đối đỉnh đó, người ta đã có dạy các em là tập suy luận đó. Cái cách tập suy luận đó là ta gọi đó là cách chứng minh đó. Nhưng mà lúc đó mình chưa có đề cập đến chứng minh định lý là gì cả. Người ta chỉ yêu cầu tập suy luận thôi. Mà tập suy luận như thế là cách làm của chứng minh. Vậy chứng minh định lý là dùng lập luận để suy, để từ giả thuyết thiết suy ra kết luận. Để các em ghi cái dòng này nhá. Được chưa? Và ví dụ chứng minh định lý như sau. Ở sách giáo khoa trang 100, góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là một góc vuông. Các em mở sách giáo khoa ha, ở trang 100 ra nha. Rồi, bây giờ giải, người ta yêu cầu mình làm cái gì? Đó, người ta yêu cầu mình làm cái gì? Thấy chưa? Thì ở đây người ta đã có chứng minh cho mình rồi ha. Như vậy thì chúng ta phải đi nè, vẽ cái hình và ghi giả thiết kết luận. Vẽ cái hình và ghi giả thiết kết luận nha. Ở trong sách giáo khoa có sẵn đó, giả thiết kết luận và cái hình 35 đó, các em thấy chưa? Các em ghi nhanh được ghi cũng được thì các em trừ phản để nữa các em ghi hoàn chỉnh lại sau nha. Bây giờ các em tiếp tục theo dõi. Bây giờ ở đây, đây đây góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là một góc vuông, như vậy mình hãy vẽ hãy chờ các em xem được trình bày nè, mình hãy vẽ góc bẹt nha, vẽ góc bẹt trước, bẹt XY à. Rồi sau đó mình vẽ một cái góc, một cái gì đây, một cái góc là XOZ và Z đó y nó kề bù với nhau. Đó. X O X O Z và Z O Y, hai góc này nó kề bù. Nó hai góc kề bù là hai góc cộng là bằng 180 độ đó các em. Cái hình này nè, các em có một sách giáo khoa rồi, cho nên các em nhìn ở trên đây để xem ta cái biểu trình diễn bằng cách vẽ hình để cho em hiểu ha. Ha. Bây giờ đó nè, góc tạo bởi hai tia phân giác bù và hai góc kề bù này nè, bây giờ mình đi vẽ cái tia phân giác của hai cái góc này, cái tia phân giác này cái tia nằm giữa tạo với hai cạnh hai góc bằng nhau, vậy mình vẽ như vậy. Các em mới dùng thước hai lề, các em vẽ ha, đặt một cạnh của thước chùng với một tia cạnh kia, mình kẻ tiếp tục tương tự, đặt một cạnh của thước chùng với cạnh của góc này nè, còn lại mình vẽ thì hai cái cạnh nó cắt nhau tang điểm, vì đó chính là cái tia phân giác khi mình vẽ nha. Nào vẽ nè, thì sau khi đo các em thấy trên đây là từ 0 độ đến đây là nhiêu, 90, 100, 101, 102 nè. Đó thì cái góc này nó 60, góc này 102, mình vẽ cái tia phân giác thì góc 60 độ đây mình phải chọn là cái vạch 30 độ nha. Đây chính là cái vạch 30 độ, bắt đầu mình dùng thước mình kẻ đó, nó tạo thành một cái tia này là tia phân giác, nó tạo thành với hai cạnh của góc, hai góc bằng nhau. Rồi tiếp tục ở đây, đây là cái góc 120 độ đó. Mình muốn kẻ tia phân giác thì cái hãy chọn cái vạch 60 độ đây, vạch này vạch 60 độ đây đấy, vạch 60 độ chấm cái đầu mình dùng thước mình vạch vào cái điểm này. Rồi như vậy cái tia này cũng tạo mỗi cạnh của cái góc này tạo thành hai góc bằng nhau đấy. Đây như vậy thì tôi yêu cầu mình phải đi chứng minh cái góc MON, góc này là bằng 90 độ, thì các em á, dùng cái eke đó các em đặt cái thước coi, thì các em thấy đây là tạo thành góc vuông, mà góc vuông thì bằng 90 độ. Rồi chúng ta sẽ ghi là giả thiết kết luận ở trong sách có nhé các em xem thôi nha, các em trừ phản đi. Rồi giờ chứng minh, chúng ta vào chứng minh cái định lý này, thì ở đây chứng minh thì đây ta có cái góc là MOB,
OZ nó sẽ bằng nửa của góc x OZ. Đây, ta giờ chứng minh. MOZ bằng nửa của góc x OZ vì OM là tiêu phân giác, thấy không? Tương tự như vậy góc nè. NOZ này nè, nó sẽ bằng nửa của góc ZOI, thấy không? Vì ON là tiêu phân giác của góc ZOI nha. Rồi. Từ cái điều 1 điều 2 này nè, ta sẽ có điều gì? Từ điều 1 điều 2 ta sẽ cộng theo vế nè, vế trái nè, vế trái nè, ta cộng với vế trái, vế phải là cộng với vế phải. Như vậy thì ta cộng vế trái là cái góc MOZ cộng với góc NOZ. Vậy 1 phần 2 của góc XOZ cộng 1 phần 2 với góc IOZ. Thấy chưa? Hai chúng ta ghi lại là trên 2 dẫn được nha. Rồi từ 1 và 2 ta suy ra. Đấy. Hay chúng ta đem là 1 phần 2, 1 phần 2 ta thấy là làm cái thừa số chung. Đó. Vì hai cái góc này mà hai góc này cộng lại bằng nhiêu đấy các em? XOZ cộng với ZOY, hai góc này cộng lại bằng 180 độ, tức là tổng hai góc này ha, cộng lại bằng 180 độ vì nó hai góc kề bố. Rồi, hay chúng ta có cái góc tổng của hai góc này cộng lại bằng nhiêu đây? 180 mà chia 2 thì cái góc MON bằng 90 độ. Đây chính là điều phải chứng minh. Đấy, đây là cái cách làm như thế này đây. Đấy. Đây là ta gọi là cách chứng minh rõ ràng từ cái giả thiết ta đã cho, và ta suy ra cái điều cần phải đi tìm đó là cái này nè, cái góc MON bằng 90 độ. Khi mình làm được cái điều này, ta gọi nó là mình đã hoàn thành cái bài chứng minh, hay nói khác mình đã kết luận xong bài toán. Đây. Được chưa? Như vậy tóm lại cái bài này nè. Chúng ta nắm thế cái định lý á. Thế nào là cái định lý, và định lý gồm có mấy phần? Phần gì? Và phần đó căn cứ vào đâu? Thầy gợi ý gì thì chốt lại đó các em. Thế nào định lý? Sau đó định lý á là gồm có hai phần, gồm giả thiết và kết luận, mà căn cứ vào đâu để mình biết nó giả thiết ha. Rồi căn cứ vào đứng trước thì đứng sau thì thầy, mà giả thiết là cái điều gì, kết luận là cái gì đó, thì chốt lại nhắn mấy cái điểm chủ trọng tâm đó để các em nhớ được cái kiến thức của bài. Còn cách chứng minh thì mình dùng cái lập luận ha, từ cái giả thiết. Từ giả thiết thì cho OM là tiêu phân giác của góc IOZ và ON là tiêu phân giác của góc IOZ. Đấy, mình lập luận. Rồi từ đấy mình suy ra cái điều phải chứng minh. Đó là chúng ta đã hoàn thành cái gì là chứng minh lý. Được chưa? Không sao đâu, mình làm nhiều lần rồi cái mình quen à. Chứ làm giải ra gì gọi là chứng minh, thấy cái từ này là lạ quá, không sao đâu các em. Các em đã từng làm rồi, đã chưa từng chứng minh rồi. Đó, từng chứng minh, nhưng mà lúc đó chúng ta chưa có khẳng định một cái từ là chứng minh. Cách làm đó người ta gọi là cách suy luận đơn thuần thôi. Nhưng mà nó cũng là gì, cũng là cái chứng minh, không có gì cả. Bằng suy luận mà suy luận. Như vậy thì lặp lại, chứng minh định lý là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận. Như vậy mình đã từng dùng lập luận rồi nha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục thực hiện. Các em thấy câu 1 không? Đọc nha, đọc thầm nha. Cái này các em xem. Còn cách chứng minh đó, chúng ta đã có trang 101 rồi. Như vậy bài chúng ta đến đó là kiến thức ta như là tạm dừng rồi đó. Giờ chúng ta sẽ đi vào giải một số câu hỏi và một số bài tập nha. Đọc thầm. Câu 1. Một khẳng định được suy ra từ những khẳng định đúng thì gọi là gì? Một khẳng định được suy ra từ những khẳng định đúng thì gọi là gì? Chúng ta dựa trên cơ sở bài học. Em thầy ơi, các em lưu ý này nha,
Khi các em xương phong trả lời á thì các em phải nói cái tên và cái lớp ha. Thí dụ như em tên Gia Bảo 703, nói vậy là thầy hiểu đó. Hay em tên là Gia Bảo 704 để thầy biết ha. Rồi Thầy bây giờ ơi, để em thầy là kêu đi. Cảm thầy ơn, ơi. thích nghĩ hết đi. Giờ để thầy kêu kêu nha. Nguyễn Lý Gia Mỹ, mở mic cho lời đây. Mỹ đâu? Dạ thầy ơi, em là Định Lý. Em đi. Nói gì nó là hay sao tự nhiên nói thì sao mà kêu thầy im đi rồi sao thầy thầy nhận xét Mỹ. Ủa không phải thầy. Dạ thầy, theo em là câu B là Định Lý. Cảm ơn, ai biết đâu tự nhiên cái thè Định Lý im đi, nói xong không cho thầy nhận xét gì trơn, nó chảo chết luôn rồi. Hay quá Mỹ Lưu ý ơi. nè, vì bạn Mỹ nói rằng là cô B Định Lý, mình xem có đúng không nha. Ồ, đề nghị vỗ tay. Rồi, cảm ơn. Rồi, chúng ta vừa qua đã tìm hiểu được cái câu số 1 mà mình đã nắm được ha. Một khẳng định được suy ra từ những khẳng định đúng thì gọi là gì? Thì gọi là định lý. Không? Giờ đã tiếp tục vào tìm hiểu câu 2 nha. Em đọc thầm nha. Câu 2, định lý hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, có giả thiết và kết luận là, cho nên người ta nói câu 2 gì đó, định lý hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Người ta nhắc lại định lý cho mình luôn, có giả thiết và kết luận là. Đấy thì mình xem nha, ở trên hình nha, đây là cái hình này nha, mình xem. Mình chọn A, B, C, D, mình chọn cái án nào. Rồi, cho ba suy nghĩ 60 giây đi. Rồi. Sẽ gọi là Phạm Thiên Phú. Phạm Thiên Phú đâu, mở mic trả lời coi. Hay là câu Câu nào? Hả? Cho tích lượng đi, câu nào? Rồi, cảm ơn. Thì bạn các em Phạm Thiên Phú trả lời là câu A. Rồi, cảm ơn, em tắt mic đi. Các em lưu ý tắt mic nha. Khi nào thì kêu các em trả lời, các em không mở mic để thôi, nó ồn, nó rè lắm đó. Khó nghe. Bây giờ thầy gọi một em khác, các bạn chọn đáp án A thì đúng chưa? Còn theo em thì sao? Em Trương Tường Vi 7A4, Tường Vi 7A4, em chọn cái đáp án nào? Tường Vi. Tường Vi đâu? Không nên trả lời ta. Đặng Thị Ngọc Trâm 7A3. Dạ thưa thầy, đáp án của bạn là chưa đúng, theo em là em chọn câu C. Chọn câu C. Lý do sao chọn câu C? Hiểu không? Sao không chọn câu câu B? Dạ thưa thầy, vì câu C giả thuyết là nó đưa ra chứng minh, xong rồi kết luận là đưa ra kết quả, là em thấy câu C là đúng. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ các em lưu ý nè. Ở câu A đó, kết luận là góc O1 bằng góc O2. Nhưng mà nó nói góc O1 bằng góc O2 gì mình có chắc chưa? Nó đâu mình có biết rằng nó bằng nhau hay không?
tại theo định lý hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Như vậy nói nó bằng nhau, vậy chắc nó có đối đỉnh không mà nó bằng nhau. Như vậy cái này cũng mình chưa thể khẳng định nha. Tại kết luận nó đối đỉnh, đây là một cái điều. Cái điều gì? Người ta kết luận nó bằng mà nó đối đỉnh thì là không có đúng theo cái định lý. Đây. Còn cái câu B thì góc O1, góc O2 nó giả thiết nó cho thôi, nhưng mà nó không có nói hai góc này đối đỉnh hay như thế nào cả, là kết luận nó bằng nhau là không được nha. Như vậy câu B này nó không có nghĩa là của định lý về hai góc đối đỉnh. Nhưng mà cái câu C nó cho biết nè, hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Như vậy câu C người ta cho biết góc O1, góc O2, hai góc này là hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, thì nó đúng tinh thần của định lý. Như vậy thì cái bạn Đặng Thị Ngọc Trâm nói đúng, đề nghị chúng ta hoan nghênh. Rồi, cảm ơn. Còn câu D khỏi nói, các em nói cả ba điều sai mà mình chỉ có câu C đúng mà nói vậy là không được. Rồi, không đúng rồi. Thế bây giờ chúng ta tiếp tục xem nha. Ở bài tập 49 là 49 trang 101 sách giáo khoa. Thấy chưa? Các em mở sách giáo khoa trang 101. Đó, kêu nêu giả thiết kết luận của các định lý sau. À, cái này là mình cũng dễ thôi nha. Giờ thầy sẽ gọi, hãy nêu giả thiết kết luận của các định lý sau. Định lý A, định lý B. Đây, tiếp tục. À, Phạm Lê Mỹ Hảo 7A4 nói câu A coi. Câu A giả thiết nó là sao, kết luận nó là sao, nói nhanh lên. Mỹ Hảo anh em có học phải không? Thầy ơi, thầy chưa kêu em. Mỹ Hảo 7A4 vắng phải không? Dạ. Rồi, có cái nhóm là nó ghi nhận nha. Bạn đại diện của 7A4 đi ghi nhận. Rồi. À, Mỹ Duyên. Thầy ơi. Mỹ Duyên, dạ thưa thầy, giả thiết của câu A là đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho một sao cho có một góc xoay trong bằng nhau. Còn cái kết luận là hai đường thẳng nó song song. Em nói lại một cách rõ ràng hơn coi, giờ câu A nè. Đâu là giả thiết? Dạ thưa thầy, giả thiết là đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho một góc so le trong bằng nhau. Em xem đọc không đầy đủ nè. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau. Rồi, kết luận. Kết luận là hai đường thẳng đó song song. Rồi, nhớ nha, đường thẳng cắt hai đường thẳng, một đường thẳng cắt hai đường thẳng để khẳng định là một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Ha, cũng được, mình nhớ. Đọc thiếu nhiều quá. Rồi, các em thấy bạn trả lời gì đúng chưa? Bạn trả lời gì đúng chưa vậy Quỳnh Kim Anh, 7A4? Dạ, hay là bạn trả lời đúng. Rồi, đề nghị hoan nghênh tới Quỳnh Kim Anh coi, câu B thì sao? Dạ, giả thuyết là một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Còn kết luận là hai góc so le trong bằng nhau. Rồi. À, bạn Quỳnh Anh cũng tuyệt vời, cũng chỉ ra được giả thiết và kết luận. Ha, giả thiết một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song, kết luận hai góc so le trong bằng nhau. À, đề nghị chúng ta hoan nghênh bạn đã chỉ ra đúng. Ha. Đây. Ta tiếp tục nha. Ta tìm hiểu tiếp tục. Khi các em mà theo dõi đó thì á, các em có thể làm dấu bài tập 49 này nè. Các em dùng cái viết chì á đặng để mình hoàn chỉnh vào vở bài tập ha. Ví dụ ở bài 49A, các em gạch ở dưới nè. Đó, các em dùng cái ngoặc hay gì đó.
nhọn gì đó ha. Cái mình đây là để giả thiết tới đây nè, giả thiết. Còn cái ngoặc nhọn tiếp theo ha, từ đây nè, hai đường thẳng đó song song là kết luận mình dùng viết chì nha, để mình hoàn chỉnh cái bài tập của mình xong mình bôi để mình có cuốn sách mình xài thấy nó cũng cũng sạch hơn ha, hiểu không? Chứ không nhất thiết là các em ở tại đây mà các em ghi vậy là mất thời gian, các em không có theo dõi hay hoặc đầu tư cho cái bài tập được. Mình lo mình cứ ghi nhận là không có suy nghĩ được đó, hiểu không? Giờ tương tự bài tập 50 nè nha, 50 ở sách giáo khoa trang trong lớp 1 cũng có rồi, cũng có rồi. Các em cứ ghi bài tập 50 nha, bài tập 50 trang 101 đã kêu nè, các em đọc thầm nhé. Hãy viết kết luận của định lý sau bằng cách điền vào chỗ trống đó. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì đó, chỗ mà có nhiều chấm này thì các em thấy qua bài học này mình vừa học nè, vừa học nãy giờ với qua cái bài học trước, thường thường những cái định lý thường được nhắc lại ha, nhắc tới nhắc lui thì cũng gợi cho các em cái cách học thuộc của định lý này luôn và nắm vững luôn. Rồi vậy mình điền sau đây, thầy sẽ gọi một em em Đồng Nguyễn Bảo Trân 7A3 thì sao? Bạn biết trả lời đây. Đồng Nguyễn Bảo Trân đâu? Cô vắng nữa hả? Đồng Nguyễn Bảo Trân có học không? Thầy lưu ý với cái em mà đại diện của lớp á, thầy gọi mà không có biết trả lời đó ha, nữa đặng các em điểm danh cho kỹ nha các em. Thì thí dụ các em không nắm, các em ở biết trả lời rồi, em chưa nắm hoặc là em chưa hiểu cứ việc nói để thầy biết là các em nắm bài thế nào và có học hay không, chứ không có làm thinh là thầy nghĩ rằng là các em có học hay không không biết, nhưng mà thầy nghĩ là các em vắng rồi đó. Rồi tới em Trần Ngọc Lam 7A4. Dạ thưa thầy, theo em là chúng song song với nhau. Em đọc lại một cách đầy đủ nè. Dạ thưa thầy, nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Thì nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Đề nghị hoan nghênh bạn Ngọc Lam đã làm đúng. Này cảm ơn em. Đây. Vẽ hình minh họa định lý đó và viết giả thiết kết luận bằng ký hiệu. Rồi. Các em để bài tập số 5. Ghi bài tập số 50 trang 101 sách giáo khoa câu A. Có thể là các em ghi cái đáp án thôi ha, nghĩa là trả lời chúng song song với nhau cho nó mau ha. Còn nếu các em á chừa phản để các em ghi một cách đầy đủ càng tốt. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ đi, vẽ hình minh họa và viết giả thiết kết luận bằng ký hiệu tối định lý ở câu A. Hình này mình có vẽ rồi và cách viết tóm tắt của cái định lý này bữa bữa trước thầy có viết rồi, nhưng mà hôm nay mình phải viết dựa trên cơ sở cái khung đâu là giả thiết, đâu là kết luận. Rồi xong chưa? Dạ rồi. Bây giờ thầy mời một em nói về cái giả thiết nha. Giả thiết của định lý này nó bằng cái dấu hiệu nha. Nó bằng dấu hiệu tức là mình nói A, B, C đó. Ví dụ nói đường thẳng A nó vuông góc của đường thẳng gì đó ha. Đường thẳng B nó vuông góc đường thẳng gì đó ha. Rồi được chưa, gợi ý gì chắc xong hết rồi đó. Rồi mời một em Em nói. thầy ơi em thầy ơi mà quên mấy em tên thầy Nè 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 nè, tắt mic gì hay để thiệt kêu nè. Nguyễn Thiên Phúc, Nguyễn Thiên Phúc mới biết trả lời. dạ thầy
Đâu em nói giả thiết cái luận của cái định lý này coi. Dạ chờ em chút rồi. Ủa nãy giờ chạy đâu mà tôi nghe dạ cái tiếng nhỏ xíu rồi, khi lại gần cái tiếng lớn. Rồi học nghe các em cố gắng tập trung theo dõi giùm thì cảm ơn nha. Ngồi tại chỗ mình chạy đi chơi thì nghe thì kia có chạy vô. Rồi mình học gì là không biết gì đâu nha các em. Đó chờ một chút thì suy nghĩ đi em. Rồi. À Bùi Lê Khánh Vy. 7AT. Đâu nữa rồi? Khánh Vy có học không? Bùi Lê Khánh Vy. Lớp 74 điểm danh. Sơn Quốc Anh. Dạ em. Mở mic trả lời. Dạ em đang mở mic. Dạ em đang mở mic. Rồi nói giả thiết cái luận coi. Dạ giả thiết cái luận theo em là nếu nói bằng dấu hiệu luôn, tại đây là kêu mình vẽ hình rồi mình viết cái dạng giả thiết kết luận, thầy đã gợi ý rồi. A song song với C, B song song với C thì A song song với B. Thầy ơi em tao nói song song mà tao nói vuông góc. Ơ chết lộn cái gì kỳ á. Từ từ lú. Cái gì chết chóc thế ghê quá vậy. Rồi nói lại đi em. Dạ thưa thầy là A vuông góc với C, B vuông góc với C. Kết luận là A song song với B. Vậy là hiểu bài cũng tương đối tốt đó nha. Còn hình vẽ nha, coi có đúng không nha. Rồi các em tham khảo đây cái hình vẽ. Đấy, thầy kêu nói bằng dấu hiệu dựa trên cơ sở hình vẽ với dạng giả thiết kết luận. Thấy chưa? Rồi sau khi em nói mà các bạn không biết nghe như thế nào nhé, thì gọi một em. Thầy có kẻ khung giả thiết kết luận sẵn rồi nè, thầy gọi một em nói giả thiết và kết luận lại coi đúng hay không nha. Em Nguyễn Thiện Nhân mở mic nói giả thiết ơi. Đâu nữa rồi? Nghe lập bập mà sao làm thinh người ta. Nguyễn Thiên Nhân có học không? Dạ có. Có rồi, giả thiết là gì em nói coi. Dựa trên hình vẽ em nói nè. Nói được không? Quách Tấn Duy coi. Dạ, em nói được, các em nói không được thì các em trả lời thầy em chưa hiểu gì đó. Hiểu không? Chứ đừng có làm thinh. Thành thinh buồn lắm ha. Rồi nói đi Quách Tấn Duy. Dạ thưa thầy, giả thuyết là A song song với C và B song song với C. Sao cứ vậy hoài ta? Là thấy cái mũi tên không? Thấy mũi tên thầy trên này không? Dạ thầy. Thấy sao? Vuông góc hay song song? Dạ vuông góc. Dạ, xem nói song song. Giả thuyết là A vuông góc với C và B vuông góc với C thì A song song với B. Chỉ ra đâu giả thiết đâu kết luận luôn. Chứ em nói vậy thì các bạn chưa nắm đó. Nói lại. Dạ thưa thầy, giả thuyết là A vuông góc với C và B vuông góc với C. Kết luận là A song song với B. Rồi vậy đó em. Rồi cảm ơn ha. Rồi chúng ta vừa qua đã tìm hiểu bài tập số 50. Bây giờ chúng ta tìm hiểu bài tập 52. Trang 101. Đó, sách giáo khoa. Xem hình vẽ ha. Các em đọc thầm nha. Đó, ở trên cái sách giáo khoa trang 101, trang 102. Cái này là bài tập có sẵn. Do đó đấy, khi thực hiện để hoàn chỉnh một cách đầy đủ, thầy đề nghị thế này. Các em dùng viết chì, các em điền vào, sau đó các em bổ sung lại cái vở bài tập của mình á, cho nó đầy đủ rồi mình bôi nha. Bôi mấy cái chỗ mà mình ghi điền nè ha. Bôi nha, tại khi mình đã bổ sung vào vở bài tập mình đầy đủ hết rồi thì đề nghị các em bôi. Rồi vậy nha.
để cho việc học mình tập trung hơn trên cái đề bài ha. Rồi bây giờ các em thì đọc thầm, thầy đọc to lên cho tất cả các em cùng nghe. Bài tập 52 trang 101 sách giáo khoa, xem hình vẽ hãy điền vào chỗ trống để chứng minh định lý hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Đấy, như vậy giả thiết ở đây người ta cho là gì, kết luận cho là gì? Thì hồi nãy đó chúng ta đã có những cái câu đáp án rồi đó, đáp án ABCD đó, đó ta nhớ lại nè. Chúng ta sẽ ghi, ghi giả thiết và ghi kết luận, rồi mới đến cái khung dưới này, các cái khẳng định và các cái căn cứ. Giờ trước nhất là giả thiết nha, và kết luận. Thầy sẽ gọi một em ở lớp 7A4 là em Châu Hoàng Phương Anh. Rồi giả thiết điền ở đây là những từ gì? Dạ, em biết rồi. Vậy hả? Dạ, đợi em chút xíu thôi. Đợi chút xíu ha, thôi nghỉ đi nha. Rồi em này ơi, em chụp hỏi cho ngôn trường công danh. Giả thiết cái này là gì? Ngôn trường công danh vậy? Em không biết. Giả thiết là điều cho biết, định lý này ta cho biết cái gì? Hai góc đối đỉnh. Vậy là trên hình vẽ ai với ai đối đỉnh? Góc O1 và góc O3 là hai góc đối đỉnh. Rồi kết luận là sao? Thì bằng nhau. Vậy ai bằng nhau? Dạ thầy, góc O1 và góc O3 bằng nhau. Góc O1 bằng góc O3, khẳng định lại cho thầy coi. Góc O1 bằng góc O3. Đó vậy đó. Các em cố gắng tập trung tí giùm ha, cảm ơn, và cố gắng suy nghĩ một chút xíu. Thầy biết các em biết hết trơn á, mà các em nhiều khi mà không có tập trung tí là các em nói không có được, chứ các em hiểu đó. Rồi các em nói không có được hoặc diễn đạt không được, chứ các em biết hết. Thầy nghĩ là vậy, thôi mình cố gắng tí nha. Rồi cảm ơn. Và các khẳng định như vậy thì góc O1 còn góc O2 bằng 180 độ. Đây, cái mũi tên thầy chỉ trên hình đây, để chúng ta điền vào nha. Góc O1 cộng góc O2 bằng 180 độ. Vì sao? Cái vòng thế này là gì? Vì hai góc này là hai góc gì? Hai góc gì đây? Nguyễn Thúy Bình. Nguyễn Thị Thúy Bình, hai góc gì? Dạ thưa thầy, là hai góc kề bù. Ừ, hai góc này là hai góc kề bù, mà ai kề bù? Dạ mẹ thưa thầy, này. Góc O1. Dạ góc O2. Là? Dạ là hai góc kề bù. Rồi nói cách hoàn chỉnh coi. Dạ thưa thầy, là góc O1 và góc O2 là hai góc kề bù. À, cảm ơn, cũng giỏi quá ha. Đó, thầy gợi ý mà nói được cũng giỏi luôn ha. Như vậy là nắm bắt bài cũng tốt đó ha. Như vậy thì tương tự như trên đây, chúng ta thấy à, góc O2 nè, góc O3 cộng góc O2 nè bằng nhiêu. Rồi vì sao ha, tương tự nè. Các em thấy mũi tên thì để không? Tương tự nè, thấy chưa? Nè, mũi tên nè, thấy chưa? Đấy, cái dòng 2 nè, cái thầy đưa dòng 1 nè, tương tự nè, nói được chưa? Nói được chưa? Rồi, dạ được. Thầy gọi nữa nè. Nguyễn Thị Thúy Di. Thúy Di đâu? Rồi điện đây gì nói Thúy Di? Bạn Thúy Di, bạn điện thoại bạn hư cho nên bạn không có học được thầy ơi. Tội nghiệp quá ha. Rồi cảm ơn. Rồi Nguyễn Quốc Hưng. Nguyễn Quốc Hưng đâu? Nói coi. Dạ thưa thầy, bằng nhiêu điền chỗ này, bằng nhiêu nói coi. Dạ thầy, điền chỗ đó bằng à... em mẹ ơi theo. Là Đinh Thiên Phúc. Đinh Thiên Phúc điền chỗ này là nhiêu đây? Em nào nói không được tiếp tục suy nghĩ nha. Điền chỗ này là nhiêu?
Trời ơi, đã nè. Các em học, các em có chú ý màn hình thầy dạy không? Tất cả học có chú ý chưa? Dạ có. Có ai học mà để chiếu lên rồi mình coi hoặc bấm điện thoại không? Dạ không. Như vậy là không được nha. Các em chú ý màn hình thì các em thấy mũi tên thầy chỉ chưa? Tương tự nè. Thầy nói tương tự, các em thấy mũi tên của thầy chỉ màn hình không? Thấy không? Dạ thấy. Tương tự thì ở trên đây bằng 180 độ, dưới đây là nhiêu? 180 độ. 180 độ. Rồi tương tự đây nè, ở đây nè, thấy mũi tên chưa? Dạ thấy. Rồi tương tự đây là góc O1, O2, còn dưới đây là góc O mấy? O3, dạ. O2. Ờ, đó là tương tự mũi tên nó chỉ là thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đó, thầy đề nghị các em học phải theo dõi ha và chú ý kỹ cái màn hình thầy nói cái mũi tên. Thầy chỉ mà thầy không nói các em đâu có thấy, mà thầy đã nói là các em có mũi tên nha, có mũi tên nha, có thầy chỉ nha. Thầy nói gì còn gì nữa, cố gắng theo dõi sát giùm nha. Rồi bây giờ mình đã nói gì xong hết rồi đó, bây giờ kêu một bạn nói lại nha. Rồi, một bạn nói lại giùm. Đó là tên Nguyễn Quang Hưng. Nguyễn Quang Hưng đâu mà không biết, nói coi. Nhanh lên. Dạ thầy là em không biết. Từ đất ơi. Em nãy giờ em có theo dõi màn hình không? Có không? Nói thật cái lòng mình đi. Dạ thầy là có. Rồi có gì thì mũi tên thầy chỉ nè, em thấy không? Thấy không? Dạ thầy. Như vậy thì góc O3 còn có O2 bằng nhiêu? Dạ thầy là 180 độ. Đó giỏi, đó thấy chưa? Nói vậy thì có gì đâu em. Rồi, rồi dưới này nè, dưới này sao? Thấy sao? Ở đây góc O1, O2, còn ở đây là góc O mấy? O2 với O mấy? O2, O3, nói rồi. Vì góc O2, góc O3 là hai góc gì? Em nói rồi. Dạ thầy là gì? Góc O2, O3 là hai góc. Hai góc gì? Hai góc kề bù đúng không? Dạ. Rồi đó, cứ thế thôi em, có gì đâu ha. Rồi cảm ơn. Bây giờ chúng ta đến cái dòng thứ ba, ta căn cứ vào. Đây, góc O1 cộng góc O2 bằng góc O2 cộng góc O3, hai cái tổng này bằng nhau, mình dựa trên cơ sở điều mấy? Điều 1 là này nè. Điều 2 là này nè. Hai cái tổng này cùng bằng 180 độ thì nó bằng nhau, vậy mình căn cứ vào đâu? Em ơi, em Dương Nguyễn Gia Khang. Căn cứ vào. Dạ thầy. Dạ thầy, ta căn cứ vào điều 1 và điều 2. Ồ, giỏi quá, đề nghị hoan nghênh nha, Khang giỏi quá. Lê Trần Nhân Kiệt, O1 bằng O3 căn cứ vào đâu? O1, dạ thầy, O1 và O3 căn cứ vào điều 3. Ồ, cũng giỏi luôn, các em thấy nè. O1 cộng O2 nè, bằng O2 cộng O3 mà hai cái tổng này cùng cộng cho một số thì hai con số này nó sao? Hai số này bằng nhau, nó khác là O1 bằng O3. Thấy không? Ồ, đề nghị hoan nghênh luôn. Giỏi quá, cảm ơn. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Rồi chúng ta tiếp tục vào bài tập 53. Thấy bài tập 53 chưa? 102. Cũng tương tự như thế, người ta đã ghi sẵn cho các em và các em sẽ đi thực hiện. Thực hiện điều gì? Đó. Ở đây các em cũng dùng viết chì ha, các em hoàn chỉnh rồi sau đó các em đi vào vở bài tập xong các em bôi ha. Bao giùm ha các em, thầy hướng dẫn gì để tiện cho các em trong việc học đấy. Cho định lý nếu hai đường thẳng x, x phẩy, y phẩy cắt nhau tại O và góc chính y vuông thì các góc y o x phẩy, x phẩy o y phẩy o x đều là góc vuông. Rồi ở đây hãy câu A thì mình hãy vẽ hình, câu B mình là viết giả thiết và kết luận của định lý. Đó, như vậy hình vẽ á, vẽ thì thầy các em vẽ coi 30 giây vẽ hình. Dạ thầy ơi. Rồi chuyện gì nói đây? Dạ má em hết pin rồi. Ừ rồi, giờ đây cái hình vẽ thấy chưa, hình vẽ này mình có học về hai đường thẳng vuông góc rồi cả góc vuông, các góc còn lại cũng vuông. Vậy là cái định lý á, mình hãy xác định
ha, đâu là giả thiết, đâu là kết luận. Thì giả thiết là sao? Đứng trước từ thì là giả thiết. Như vậy hai đường thẳng này nè, nên nó cắt nhau tại ô và nó có cái góc vi bằng 90 độ là giả thiết ha. Thì các góc còn lại đều là góc vuông. Như vậy thì các góc y o x phẩy bằng 90 độ, x phẩy o y phẩy bằng 90 độ, y phẩy o x bằng 90 độ. Đấy, đây là giả thiết kết luận đó. Rồi, tương tự vậy các em nhìn hình nè. Ha, đặng mình điền vào nè. Chốt x y các em xem mũi tên chỉ nha. X o y cộng y o x phẩy là góc gì đây các em? Bằng 180 độ vì hai góc gì? Hai góc kề góc cầu vồng. Kề vồng. Trương Bá Khang. Trương Bá Khang. Dạ thưa thầy, là hai góc kề vồng. Phải không đây? Đó, giỏi quá, cảm ơn nha. Rồi tiếp tục. Như vậy thì 90 độ nè cộng với góc x phẩy y bằng 180 độ vì căn cứ vào đâu? Căn cứ vào đâu? Em. À, thầy sẽ gọi em thầy nha. Ơi, ngồi quên mẹ tôi cũng trả lời. Hãy đăng. Hãy đăng 73. Căn cứ vào đâu? Dạ hư thầy là căn cứ vào. Dạ hư thầy là căn cứ vào. Vì giả thiết và căn cứ vào một. Giả thiết ta cho điều gì? Giả thiết ta cho góc x y bằng 90 độ nè, phải không em? Dạ. Một là cái điều này nè, mình thay vô mình lấy 90 độ nè, thấy chưa? Thay vô nè. Đó, căn cứ giả thiết và căn cứ vào đâu? Giả thiết ta có nè, và căn cứ vào một, đúng chưa? Rồi, cảm ơn. Giờ điều 3. Điều 3 này góc x phẩy nè, OY bằng 90 độ vậy mình căn cứ vào đâu? Để mình có được điều 3 này. Căn cứ vào đâu vậy Quách Tấn Duy? Em. Thầy là căn cứ vào điều 2. Ồ, Quách Tấn Duy bữa nay là giỏi rồi đó, căn cứ vào điều 2. Rồi mà hai cái góc này bằng nhau vậy căn cứ vào đâu đây? Phan Thị Ngọc Uyên. Vòng 4 này căn cứ vào đâu? Dạ thưa thầy là căn cứ vào điều 2 điều 3. Sao điều 2 điều 3 hai góc nè? Ôi, dạ hai góc này bằng nhau nè, thấy mũi tên chỉ không? Là 1 và 3. Sao 1 và 3? Nghiêm túc coi nhìn hình. Mũi tên chỉ vậy là sao? Hai góc này sao? Cái đỉnh là sao? Dạ thầy là đối đỉnh. Vì hai góc đối đỉnh. Cảm ơn. Rồi, giờ tới vòng thứ 5, căn cứ vào đâu? Em. Điển Thái Thiên Phú. Đợi em xíu hả? Nè, cái này của điều 4 nè, thấy chưa? Mà cái nào có bằng 90 độ? Vậy là mình căn cứ vào đâu? Căn cứ vào 4 và ai nữa? Dạ thầy là giả thiết. Ý đôi bằng 90 độ, 4 và giả thiết. Cảm ơn. Rồi, điều 6, cái dòng thứ 6 nè. Vì sao y phẩy OX bằng với góc y phẩy OX bằng với góc x phẩy OY? Vì sao? Vì sao đây Trương Gia Bảo? Dạ thưa thầy là vì hai góc đối đỉnh. Em thấy y phẩy nè, y phẩy OX nè bằng với góc nè x phẩy OY nè, phải hai góc đối đỉnh không? Phải không? Rồi, Trương Gia Bảo nó tốt nha. Rồi, dòng 7, căn cứ vào đâu? Căn cứ vào đâu đây? Là Nguyễn Hữu Tấn, căn cứ vào đâu? Biết không? Dạ là cái này của điều mấy? Bằng 90 độ, căn cứ điều mấy? Mình căn cứ vào điều 6 ha. Rồi, cảm ơn. Rồi, chúng ta đã qua bài tập số 53. Rồi bây giờ chúng ta, các em nhớ nha, ta ghi vào cái sách đó bằng viết chì, sau đó tôi hoàn chỉnh là ta bôi nha. Giờ trò chơi ô chữ nha. Ta nè, các em đọc kỹ nha, điền cụm từ còn thiếu trong các câu sau.
ở đây ví dụ như các em chọn câu 1, câu 1 các em phải điền cụm từ còn thiếu là cái gì ha, thì thầy mới bấm vô. Bây giờ thầy làm một câu nha, trò chơi giả sử cái câu 1 đây, hàng là hàng số 1 thấy chưa, hai góc thì bằng nhau, như vậy mình cần điền hai góc gì thì bằng nhau các em. Hãy đăng hai góc gì thì bằng nhau. Hãy đăng. Dạ thưa thầy là hai góc song song. Trời ơi, hai góc song song bằng nhau. Hãy đăng bữa nay học chưa kỹ, hãy đăng. Rồi Sơn Quốc Anh, hai góc gì thì bằng nhau. Định lý nãy giờ mình vừa học đó. Em hay ơi. Sơn Quốc Anh. Biết không? Dòng đơn giản. Rồi Trương Gia Bảo. Thưa thầy là em Trương Gia Bảo 73. Dạ thưa thầy là hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Coi bạn nói một đúng chưa? Đấy, hai góc mình điền vào từ là đối đỉnh ha, thì bằng nhau. Rồi giờ các em thì gọi một em chọn bất kỳ cái dòng nào ha. Từ 1 đến 6 là chọn dòng nào cũng được. Nguyễn Thái Thiên Phú. Chọn không biết thì... Vậy từ số 1 mình chọn rồi, bây giờ còn 2, 3, 4, 5, 6. Giả sử em chọn dòng 6 đi. Được rồi, em chọn dòng 4. Rồi dòng 4 nó sao không biết đó, dòng 4 nè, hàng ngang này, số 4 này, thấy chưa? Thấy chưa? Góc tạo bởi hai tia của hai góc kề bù là một góc vuông. Vậy hai tia, hai tia gì? Chấm chấm là hai tia gì? Hai tia song song đó thầy. Ủa? Hai tia gì của cái bài á, vừa làm đó? Em tạo thành một góc vuông đó là hai tia gì? Rồi. Dạ thầy là đối đỉnh. Rồi mời Trương Bảo Khang đây. Dạ thưa thầy là hai tia phân giác. Hai tia phân giác, cái này là của định lý nè các em, mình vừa học nè. Thấy không? Hai tia phân giác bằng nhau. Rồi bây giờ tới Trương Bảo Khang, chọn cái dòng nào? Dạ em chọn dòng 6. Dòng 6. Hàng ngang số 6, nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc. Hai góc trong, hai góc trong gì đây? Em trả lời tiếp đây, hai góc trong gì? Hai góc trong gì bù nhau? Em trả lời hả thầy? Ừ. Dạ thầy là hai góc trong cùng phía. Hai góc trong cùng phía, quá giỏi. Rồi bây giờ các em đón được cái cột dọc mà màu đen không? Dạ được thầy. Đen không? Em thầy ơi. Ở đây 6 vòng. Thầy ơi, em thầy ơi. 2 vòng mình đón được không? Em thầy ơi. Dạ được. Bây giờ ai nói được, ai nói được đó, Xuân Phong nói tên đây. Em thầy ơi. Em Phương Anh đó thầy. Tên gì? Phương Anh thầy ơi. Phương Anh. Phương Anh là của 7A3 thầy. Ồ 7A4 đó thầy, lộn rồi. 7A4 Phương Anh đón coi cột màu đen là vậy. Dạ thầy là định lý. Trời ơi ta. Vỗ tay. Vỗ tay thiệt ghê nha. Thôi giờ mình xem nha, câu 2 nè. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc bằng nhau, hai góc gì đây? Hai góc đồng vị nha. Giờ đến 3 nè. Khám phá vậy là được phần thưởng đó nghe. Đừng. Rồi, qua một điểm đồng ngoài đường thẳng nè. Ha. Chỉ có một đường thẳng dưới đường thẳng đó. Một thẳng về song song nè ha. Thấy chưa? Rồi, dòng số 5 nè. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc bằng nhau, hai góc gì? Hai góc so le. Vậy cuối cùng cái cột màu đen này là định lý. Đó. Thì học ở đây đó là một cái phần thưởng bằng cái vỗ tay ha, tiếp tục vỗ tay lần nữa nha. Rồi các em thấy thấy những cái mà cái dòng với cái ô mà mình vừa thực hiện qua các cái định lý mình đã học. Các em thấy chưa? 6 dòng này là người ta nhắc lại ha, nhắc lại các cái định lý mình vừa học. Nha. Nè.
cái từ định lý này các em, 6 dòng thông qua định lý nè. Thấy chưa? Thứ nhất là hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, thấy không? Thấy chưa? Dần dần. Rồi, đây nó thể hiện qua các cái định lý mình học. Rồi, thì qua đó. Qua đó thì sao? Các em học bài và xem các cái bài đã giải nha. Là bài tập 51, 53D ở trang 101, trang 102 sách giáo khoa. Thấy chưa? Và chuẩn bị cái tiết sau là ôn tập chương 1. Nắm không? Nắm không? Ghi nhận lại nha, ghi nhận lại làm nha. Rồi. Ha, ghi nhận xong thì bài học đến đây tạm dừng. À, chúc các em học tập tốt và nhiều sức khỏe. Chào các em. Bye bye thầy. Bye bye.